6 con giáp đen đủi trong tháng cô hôn. Rất vui được gặp lại quý anh chị và các bạn trong chương trình Tử Vi Tổng Hợp của kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý anh chị thân mến, người xưa thường hay có câu khổ tận cam lai. Khi đến tận cùng của khổ rồi thì sẽ bắt đầu đến lúc hưởng sung sướng. Câu nói này thể hiện rằng trong cuộc sống, không có ai là mãi mãi phải chịu cảnh khổ sở vất vả. Chỉ cần cố gắng thì sẽ có ngày đổi vận giàu sang. Thật vậy, cuộc sống con người gặp khổ nạn là do ác nghiệp từ kiếp trước vật vào kiếp này, hoặc là do bản thân làm nhiều việc xấu, gây hại cho người khác. Khi đã trả hết nghiệp, tu tâm dưỡng tính, tích tụ phước đức, thì cuộc sống sẽ trở nên giàu có, tâm hồn thư thái, hạnh phúc. Tuy vậy, đôi lúc trong cuộc sống, dù có khổ hay sướng, thì thoảng chúng ta vẫn gặp phải một số phiền phức không biết từ đâu mà ra. Chúng ta vẫn thường hay gọi đó là vận đen. Vận đen không phải lúc nào cũng có và cũng không phải ai cũng gặp trong thời điểm nhất định. Tuy nhiên, đối với tháng 7 âm lịch này, hay còn gọi là tháng cô hồn, âm khí rất thịnh, dẫn đến việc có một vài con giáp sẽ gặp đen đủi trong tháng này. Quý anh chị liệu có tò mò rằng mình có phải là một trong số 6 con giáp siêu đen đủi trong khoảng thời gian tháng cô hồn này hay không? Kính mời quý anh chị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong video ngay sau đây. Trước khi tìm hiểu nội dung chi tiết, quý anh chị và các bạn đừng quên ủng hộ kênh Phong Thủy Gia Cát bằng cách nhấn đăng ký miễn phí kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất cứ video nào. Đặc biệt, quý anh chị có thể tham khảo thêm những thông tin về phong thủy, tử vi tại phần mô tả của video này. Còn bây giờ, xin mời quý anh chị và các bạn cùng đi tìm hiểu nội dung chi tiết 6 con giáp siêu đen đủi trong tháng 7 cô hồn. Đứng đầu danh sách này chính là tuổi Thìn. Theo tử vi, trong tháng 7 cô hồn, người tuổi Thìn khó tránh khỏi những sự cố bất ngờ. Bản mệnh vốn là người thông minh, khá may mắn và thường đạt được thành công sớm. Song tính tình đôi khi lại nóng vội, bộc trộm. Chính vì vậy, mệnh chủ thường hay bị kẻ xấu lợi dụng để ngáng trở vận trình của họ. Người tuổi Thìn có chí tiến thủ cao nên đây vừa là ưu điểm vừa là nhược điểm của tuổi này. Ưu điểm là mệnh chủ có thể xử lý mọi việc rất nhanh chóng. Tuy vậy, khuyết điểm lại hay gặp phải những sai lầm không đáng có. Tinh thần cạnh tranh cao cũng khiến cho họ có nhiều mối quan hệ thù địch trong thương trường. Người tuổi Thìn một khi đã muốn đạt được điều gì, họ sẽ tìm mọi cách để thành công. Độc đoán và gia trưởng là nhược điểm của những người cầm tinh con rồng. Họ thích giao uy với người khác, không chấp nhận bị xem nhẹ. Một khi họ đã nổi nóng, họ sẵn sàng dùng vũ lực để uy hiếp người khác. Để xoa dịu sự nóng giận của những người tuổi Thìn, bạn cần phải khéo léo và nhẹ nhàng, lấy nhu thắng cương. Nếu bạn yêu một người tuổi Thìn, bạn nên chấp nhận họ sẽ ưu tiên công việc hơn tình cảm gia đình và đừng mong thay đổi họ. Người tuổi rồng sẽ không thay đổi bản thân vì mục đích sống của bất kỳ ai, trừ khi chính họ muốn điều đó. Lời khuyên dành cho những mệnh chủ tuổi Thìn trong tháng cô hồn là phải thật thận trọng trong việc làm ăn, đầu tư kinh doanh. Đứng trước cơ hội, đừng thờ ơ, cũng đừng quá nóng vội. Không nên vì cái lợi trước mắt, vì lời được mật của kẻ nào đó mà dễ dàng trao lòng tin. Tuổi Thìn thường đạt được rất nhiều thành tựu trong công việc lẫn đời sống. Chính vì vậy, có nhiều kẻ xấu ghen tị và tìm cách ngáng trở. Tiểu nhân đã cố ý hại, tuổi Thìn lại có chút chủ quan nên sự cố bất ngờ rất dễ xảy ra. Con giáp này đôi khi có chút hơi ngạo mạn, nghĩ rằng mình thành công sớm và hơn người khác nên trong khoảng thời gian cuối năm càng dễ mắc sai lầm. Một bước đi sai lầm có thể khiến bản mệnh phải trả giá đắt bằng tiền bạc và công sức coi như đổ bể. Hãy lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh. Một bước đi sai lầm có thể khiến bản mệnh phải trả giá đắt bằng tiền bạc và công sức coi như đổ bể. Hãy lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh và chắt lọc, tiếp thu một cách hợp lý thay vì chỉ chăm chăm tin vào ý kiến, quan điểm của bản thân mình. Với người làm công ăn lương, cần chú ý đến mối quan hệ với các đồng nghiệp. Muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Muốn đi xa, hãy đi cùng nhau. Đứng thứ hai trong danh sách các mệnh chủ là tuổi Thân. Vận trình tình cảm của những chú khỉ sẽ gặp phải nhiều biến động trong tháng 7 cô hồn này. Tuổi Thân là những người có tài ăn nói, khéo léo trong giao tiếp và họ hoàn toàn nhận thức được điều này. Họ có mối quan hệ khá tốt đẹp
và rất tự tin trong công việc. Họ đề cao bản thân. Chính vì lẽ đó, sự chủ quan khiến con giáp này có thể phải gặp không ít chật vật trong thời gian tới khi bị tiểu nhân ngáng đường. Kẻ xấu muốn cản trở con đường của bạn, chúng tìm cách nói xấu, đặt điều xấu về bạn. Khiến người còn độc thân thì lao đao không hiểu sao người mình tưởng đã bật đèn xanh với mình, nay lại hờ hững như không. Người có gia đình thì vợ chồng bất đồng quan điểm. Mệnh chủ tuổi Thân hãy nhớ rằng, niềm tin là điều rất quan trọng mà mệnh chủ cần phải xây dựng được trong tất cả các mối quan hệ. Nó chính là một cái cây cần sự chăm sóc thường xuyên của cả đôi bên. Đừng để ai đó lợi dụng sơ hở mà chen chân vào hay làm nó tồi tệ đi theo một cách không đáng. Bên cạnh đó, các chuyên gia tử vi học cũng có lời nhắc nhở với người tuổi Thân trong việc đi lại. Nếu có thể, mệnh chủ nên hạn chế đi xa, không được tới gần những nơi sông nước. Khi tham gia giao thông, cần giữ sự bình tĩnh, tập trung và tránh những va chạm từ lời qua tiếng lại trên đường. Đứng thứ ba về đen đuổi trong tháng cô hồn chính là các mệnh chủ tuổi Tuất. Tháng 7 cô hồn không phải là thời điểm phù hợp cho người tuổi Tuất bứt phá trong tài vận. Bản mệnh vốn thông minh, sống ngay thẳng, thật thà và tốt bụng. Chính điều này khiến bản mệnh dễ bị kẻ xấu lừa gạt nhằm chiếm đoạt tiền bạc hay đơn giản là vì ý muốn cản đường. Tuổi Tuất chớ nản lòng vì sự thật bản mệnh là người rất có năng lực. Mệnh chủ nên chờ một thời điểm khác phù hợp hơn, tránh để tiền mất tật mang. Một lời khuyên nữa dành cho bản mệnh trong khoảng thời gian này là nên chi tiêu hợp lý những đồng tiền có trong tay. Bản mệnh vốn là người hào phóng, chi tiêu khá phung phí, sẵn sàng phung phí tiền bạc, đặc biệt là khi có tâm trạng. Trong chuyện tình cảm, hãy nhớ rằng sự mâu thuẫn, bất đồng cũng là cơ hội để cả hai thêm hiểu nhau hơn. Hãy nhìn sự việc dưới con mắt tích cực hơn để biết mình cần làm gì để vun đắp cho mối quan hệ này. Theo tử vi, tháng 7 cô hồn sẽ là khoảng thời gian khá chật vật về tiền bạc với con giáp này. Nếu không muốn phải rơi vào hoàn cảnh khó khăn, mệnh chủ tuổi Tuất cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý và nói không với những đầu tư mạo hiểm. Tiếp theo trong danh sách, đứng thứ tư chính là các chú hổ tuổi Dần. Theo tử vi, tháng 7 cô hồn là lúc những người tuổi Dần nên dành thời gian để trau dồi, hoàn thiện bản thân. Bản mệnh vốn là người nhanh nhẹn, muốn chứng minh bản thân và thử thách chính mình, song đây lại không phải là lúc phù hợp. Theo tử vi, mệnh chủ tuổi Dần nên học hỏi những kinh nghiệm của người đi trước, tận dụng những mối quan hệ tốt đẹp để làm giàu thêm vốn liếng hiểu biết của mình. Cát tinh không vượng, nếu không muốn tự đẩy mình vào cảnh túng thiếu, khó khăn thì người tuổi Dần chớ nên đầu tư vào thời điểm này. Đây là lúc mệnh chủ nên bảo toàn túi tiền. Đặc biệt, với những đầu tư mạo hiểm thì cần phải tránh xa. Đừng để tiền rơi vì sự nôn nóng, thiếu chín chắn. Đối với các mối quan hệ, bản mệnh cần tỉnh táo, đặc biệt trước những lời rủ rê đầu tư cùng hứa hẹn về tương lai màu hồng. Những người tuổi Dần cũng cần chú ý quyết định cho ai đó vay tiền. Cho vay thì rất dễ, nhưng đòi lại là cả một vấn đề. Giúp đỡ người khác là điều nên làm, song bản mệnh cũng cần học cách từ chối, vì không phải lúc nào mình cũng có thể đáp ứng hết tất cả các yêu cầu. Một lời khuyên dành cho những chú hổ là cần bảo đảm tài sản của mình an toàn khi đến chỗ đông người. Tốt nhất trong khoảng thời gian này, hạn chế đến những nơi đông người nếu không cần thiết. Đen đuổi đủ đường. Vị trí số 5 xin được gọi tên những mệnh chủ tuổi Mão. Điều quan trọng mà mệnh chủ tuổi Mão cần nhớ trong tháng cô hồn này chính là xem xét lại cách chi tiêu của mình. Không có ai chỉ làm giàu bằng cách tiết kiệm, sau người vung tay quá chán thì chẳng thể nào tích lũy được tiền. Cùng một mức thu nhập sống nhau nhưng hai người có thể có cuộc sống khác nhau hoàn toàn khi có những khác biệt trong cách chi tiêu. Hãy nhớ rằng đừng bao giờ chi vượt quá số thu và luôn phải nghĩ cho tương lai, dự phòng cho những biến cố. Không ai biết ngày mai sẽ ra sao, nên từ bây giờ sẽ không là thừa khi bản mệnh dành đều đặn cho khoản tiền dự phòng và tiết kiệm. Hãy ngồi xuống bàn, cầm một cây bút và một cuốn sổ, đối mặt với cách chi tiêu của mình để biết xem mình chính xác chi bao nhiêu tiền và có bao nhiêu tiền. Theo tử vi, tháng cô hồn không phải là tháng may mắn về tiền bạc với người tuổi Mão, nên bản mệnh càng cần phải cẩn trọng. Thêm nữa, đây là khoảng thời gian bạn bè của những chú mèo cũng gặp không ít khó khăn khi có những vấn đề riêng nên khó có thể giúp đỡ bản mệnh. Chủ động vẫn luôn là điều tốt nhất. Hãy tiết kiệm và chi tiêu hợp lý từ ngày hôm nay để có nền tảng tài chính vững chắc. Nên gia chủ tuổi Mão cần hết sức chú ý, đừng tính toán nhiều quá, gây nên những hiểu lầm không đáng có.
Và cuối cùng, trong danh sách top 6 những con giáp siêu đen đủi trong tháng cô hồn chính là các mệnh chủ tuổi Hợi. Theo tử vi, vận trình tài lộc của tuổi Hợi khá trầm lắng trong suốt tháng cô hồn này. Nhìn chung, đây là khoảng thời gian những chú heo khó lòng có được nguồn thu nào lớn, nếu không muốn nói là sẽ khá chật vật về tài chính. Thời điểm này, thay vì chi tiêu phung phí, người tuổi Hợi cần có kế hoạch riêng cho bản thân mình. Việc thâm hụt chi tiêu mà không dám đối mặt cũng giống như việc bạn bị bệnh mà không chịu đi khám. Hãy đảm bảo bản thân biết tiền của mình đi đâu và đem lại cho mình những lợi ích gì. Đứng trước một món đồ, hãy nghĩ xem bản thân thực sự có cần món đồ đó hay không, hay chỉ muốn sở hữu thôi, không có cũng không sao. Bản mệnh có thể so sánh xem liệu mình có thể làm gì với số tiền đó. Bằng cách cân nhắc chi tiêu, mệnh chủ tuổi Hợi sẽ thoát khỏi được những cơn nghiện mua sắm, đối mặt và nhận ra những sai lầm để sửa chữa chính là cách để hoàn thiện con người mình. Nếu biết tận dụng khoảng thời gian này để nhìn nhận lại những gì đã qua và tạo dựng được những thói quen chi tiêu, bản mệnh sẽ cải thiện được nhiều về tình hình tài chính trong tương lai. Lời khuyên dành cho các mệnh chủ tuổi Hợi trong tháng cô hồn chính là hãy tin tưởng vào bản thân mình và thêm niềm tin vào đối phương. Về tình cảm, bản mệnh vì thiếu niềm tin trong tình yêu mà dẫn đến những hiểu nhầm không đáng có. Nếu bình tĩnh lại, nhìn nhận sự việc một cách tổng quan, linh hoạt hơn, nhưng chú heo sẽ không hề thấy phức tạp và nghiêm trọng như mình đang đánh giá. Thưa quý anh chị và các bạn, trên đây là top 6 những con giáp siêu đen đủi trong tháng 7 cô hồn sắp tới. Hy vọng quý anh chị và các bạn, nếu là một trong số những con giáp dưới đây, đừng cảm thấy lo lắng hay sợ hãi, nên chú ý thật nhiều về tiền bạc, sức khỏe để đảm bảo được sự bình an. Và để tránh khỏi những vận đen đủi sắp tới, quý anh chị và các bạn hãy mang theo bên mình vật phẩm Minh Quang Pháp Bảo, là vật phẩm hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Chương trình của chúng tôi xin phép được dừng lại tại đây. Nếu quý anh chị thấy video này hay, mong quý anh chị và các bạn hãy nhấn vào nút like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh và ban biên tập chương trình và để theo dõi những video mới nhất của chúng tôi. Nếu quý vị và các bạn có băn khoăn hay mong muốn được tư vấn riêng về tuổi của mình, vui lòng comment đầy đủ thông tin về bản thân dưới phần bình luận. Các trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ giải đáp cho quý anh chị trong thời gian nhanh nhất. Chúc quý anh chị và các bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!